Ở kia là tháp các bạn ạ, không biết là có mở cửa hay không. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xuống dưới nhé, mình qua bên tháp một chút. Đây, vườn cây xoài khá là trên này khá là mát các bạn, cây nhãn sai cực kỳ luôn. Hi, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Bắc Linh, ở một ngôi chùa khá là cổ, đó là chùa Đại Thành của Vĩnh An, thành phố Bắc Linh, thuộc về Kinh Bắc. Thành phố Bắc Linh là một thành phố nhỏ so với miền Bắc, nhưng mà nói về chùa thì đã khá là có nhiều ngôi chùa cổ kính và di tích lịch sử để lại. Hiện nay mình đang đứng ở ngoài cổng, quý vị các bạn có thể nhìn thấy là ngoài cổng là có cổng tam quan. Đây là cổng tam quan của chùa Đại Thành các bạn nhé. Chùa ngày xưa là một ngôi chùa nhỏ nhưng mà đã được trùng tu và xây dựng lại. Ở trên là có tam quan thì có ba mái, có hai tầng rồng lượn quấn quanh theo hình thức là về Phật giáo. Bên giữa là tháp chuông, còn hai bên là trống và tháp chiêng. Và ở bên cổng đây là cổng phụ, còn cổng tam quan thì nhà chùa cũng được mới trùng tu và xây dựng lại trong những cái thời gian khoảng 2 năm 3 năm ở đây. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mình vào tham quan ngôi chùa, đó là chùa Đại Thành của thành phố Bắc Ninh. Thì vào cổng tam quan thì chúng ta thấy hai bên là một bên là khu vực là của nhà chùa đã được xây dựng và kiến thiết lại, và còn đây là cổng tam quan các bạn nhé. Đây là cái phần bên trong. Khi chúng ta vào cổng tham quan thì có một cái không gian khá là cao và nhà chùa đã có xây dựng ở đây, có cây bồ đề khá là to lớn các bạn. Và đây là cổng tham quan thì trong vừa rồi là nhà chùa cũng đang có trùng tu và nhất và xây dựng lại. Và chúng ta hãy các bạn hãy cùng mình lên thăm một chút cái tháp chuông và tháp trống trong đó, rồi chúng ta có thể là vào tham quan chùa một chút. Hình ảnh mình đang ghi đây là vào buổi sáng, thời tiết hôm nay cũng khá là nắng và đẹp. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình lên thăm cái tháp chuông trên này các bạn nhé, tháp chuông và tháp trống và tháp chiêng. Chùa Đại Thành đã được trùng tu xây dựng lại, khuôn viên mới khá rộng là lớn. Và bên này thì các bạn có thể nhìn thấy là chưa có đôi rồng chữ nhỏ các bạn, cái này bằng đồng các bạn nhé. Trên này chúng ta hãy cùng lên tháp. Ai phải đi bên này là hơi nhỏ. Được xây dựng khá là hoành tráng các bạn. Ở đây là tháp chuông các bạn. Chùa cũng tháng 7 này thì chùa cũng đang chuẩn bị có một cái lễ Vu Lan các bạn. Các bạn đi chùa thì cứ đi vào tháng 7. Đây chúng ta hãy đây là cái khuôn viên, chắc chắn là có một cái đại lễ Vu Lan các bạn ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cùng mình tham quan phía bên bên ngoài các bạn nhé. Khuôn viên nhà chùa đang khá là rộng. Đây. Để lên trên một chút. Tham quan ở phía trên. Tháng 7 là một cái lễ Vu Lan hàng năm các bạn. Chỗ đây là trên tầng 2 các bạn ạ. Wow. Lên trên tầng 2 thì khuôn viên trên tầng 2 khá là đẹp các bạn. Đó. Đây là khuôn viên trên tầng 2. Mình tham quan ra bên ngoài một chút xong rồi mình sẽ vào bên trong các bạn nhé. Một khuôn viên ở ngoài khá là đẹp các bạn. Chùa rộng, chùa được xây rất chi là to.
lớn rộng. Bên này mình qua thăm bên này một chút các bạn nhé. Đây là phía sau nhà, bên này khu này của nhà chùa hết xây dựng lại. À đây là hết rồi, đây là phía sau các bạn, kia là cổng tam quan mình đã nói với các bạn rồi. À, chùa được bằng gỗ lim nhưng mà cũng được mới được trùng tu và xây dựng lại. Bây giờ thì mình hãy vào trong một chút tham quan về bên trong. Đây là phần tam bảo trên tầng 2 các bạn. Yêu cầu quý khách bỏ dép, giày dép ở bên ngoài. Đây là phủ tam bảo chính các bạn. Ở chính thì có thờ tam bảo. Ngói đỏ, ngói âm dương thời trước.